Có máy xúc này các bạn ơi, với cả một em xe ben này. Mình cho cái giỏ ở đây nhá. Ai vứt đồ chơi ở đây nhiều thế nhở? Ai, kia đã kìa các bạn ơi. Lắm lắm, để mình cứu em này nhá. Này, em này không lên được rồi. Ai xa, wow, em này bị dính chắc quá các bạn ơi. Ai da, wow. Ui da. Ai xa. Wow, một em đun chắc bị dính rất nhiều bùn các bạn ơi. Rồi, cho vào giỏ nhá. Wow, đây là một em excavator này. Excavator. Wow, em này bị dính chắc quá các bạn ạ. Nào thế nào. Ui da. Wow. Ui da. Wow. Này, lên rồi các bạn ơi. Rồi, mình cứu hai em lên rồi nhá. Tiếp tục đi các bạn ơi. Wow. Đây này, có rất nhiều đồ chơi bị dính bùn ở đây nhá các bạn ơi. Này, đây một em nữa này. Rồi. Ui, một em xe cảnh sát các bạn ơi. Police car. Rồi, tiếp tục nhá. Wow, em này gầm cao thế. Đây. Ấy, các bạn ơi. Yeah, wow, wow. Ý da. Một em cần cẩu này. Đây là một em xe máy nhá. Wow. Em ấy bị ngã xuống dưới bùn các bạn ạ. Mình phải cứu em ấy nhá. Đây là một em máy xúc này. Đấy, xúc đất luôn các bạn ạ. Khỏe lắm. Rồi. Ui, có nhiều đồ chơi lắm này các bạn ơi. Đấy. Đấy, em này bị ngã xuống dưới này. Ý da. Wow. Em này đâm đầu xuống dưới này. Mặt bẩn quá nhỉ. Rồi. Đây nữa nhá. Ý chà. Các em này bị dính chặt dưới bùn rồi các bạn ạ. Đây nữa này. Đấy, một em Ford Raptor. Ok. Wow, một em Spider-Man Moto. Ý chà. Đây nữa này. Một em Chuck Mixer. Một em xe trộn bê tông các bạn nhá. Rồi, mình đem về rửa nhá các bạn ơi. Hello các bạn. Nào, chúng mình cùng đi rửa xe nhá. Nãy là mình cứu hộ những cái em này, em ấy bị ngã xuống dưới nước các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ cứu hộ em này trước này. Mình tắm cho em ấy trước nhá. Wow. Đấy, phải cho vào xà bông các bạn ơi. Như vậy nó mới sạch nhá. Đấy, wow. Em ấy nhiều xà bông quá này. Bắt đầu nhá. Úi cha. Mạt lắm các bạn ơi. Đấy, wow. Rất là mát nhá. Mình là một em siêu xe đây, chuyên đi off-road các bạn nhá. Lốp rất là to này. Đây, các bạn thấy không? Lốp to lắm, có cả giảm sóc nữa. Rồi, cho xe ra đây nhá. Úi chà. Đấy. Wow. Xe này là supercar. Rồi, tiếp tục đi các bạn ơi. Hi, em này mới xịn sò này các bạn ơi. Các bạn biết em này làm gì không? Đấy. Các bạn biết em này làm gì chưa? Đấy. Em này là một em siêu nhân nhé các bạn nhé. Đấy, có thể biến hình thành xe ô tô này các bạn này. Ui, em này khó biến hình thế. Đây. Đây, mặt siêu nhân đây này các bạn này. Đấy. Chà. À, thành một em xe cảnh sát này các bạn này. Đấy, thành xe cảnh sát nhá. Biến hình thành robot luôn. Rồi, ok. Tiếp tục nhá. Nào. Em này. Em này là em gì nhỉ? Nào, nhúng xà bông này. Wow. Rất là mát các bạn ơi. Úi cha. Pip pip pip. Police car. Các bạn ơi, một em xe cảnh sát nhá. Đấy. Xe cảnh sát màu đỏ luôn, siêu xe luôn các bạn ạ. Aisa. Ok. Wiu 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 wiu. Ok, tiếp tục nha các bạn ơi. Đây là một em máy xúc này. Đấy. Thích không các bạn ơi? Wow. Chà chua. Đấy. Rất là mát. Super Chuck Excavator. Một em máy xúc các bạn ơi. Em máy xúc các màu luôn này. Màu hồng này, màu xanh này, màu vàng này. Đấy. Xúc đất. Wow. Nào xúc bọt nào. Ui chà. Đấy, em này xúc được bọt luôn các bạn ơi. Rồi. Tiếp tục nha. Đây rồi.
Em này mới xịn sò luôn các bạn ơi. Thế nào? Nè. Đấy. Một em Spider-Man Moto. Em này là một em siêu nhân nhá, đi xe máy nhá các bạn nhá. Đấy, Spider-Man. Ok. Cho đứng ở đây luôn các bạn này. Ok. Ấy chà, đứng im. Rồi. Nào, em này em gì đây? Wow. Em này to lắm. Em này quá to luôn các bạn ạ. Chiu. Nè. Một em police car. Đấy. Police car nữa nha các bạn nha. Đây, anh này có mở cửa luôn này các bạn này. Đóng cửa nha. Đấy. Đóng cửa này, mở cửa nha. Đấy, mở một cửa là ra ba cửa còn lại luôn các bạn ơi. Wow. Nên. Ok. Tiếp tục đi các bạn. Đây nha. Em này là em gì đây? Úi chà. Wow. Đây là một em dump truck. Một em dump truck nhá. Đây là một em xe tải ben này các bạn này. Bấm vào đây là sẽ đổ ben nhá. Ấy, thấy không? Đóng ben. Ấy xà. Ok. Một em dump truck nhá. Cho em dump truck ở đây. Ok. Tiếp tục đi các bạn ơi. Em này là em gì đây? Xe trộn bê tông các bạn ạ. Em này là xe bồn nhá. Xe bồn trộn bê tông nhá. Một em chắc mixer. Đấy, quay này. Quay trộn bê tông các bạn nhé. Rồi. Tiếp tục nào các bạn ơi. Đây rồi. Nhúng xà bông. Đấy. Các bạn ơi, một em pick up truck. Đấy, em này là em xe bán tải nhá. Ford Raptor. Ford Raptor đấy. Mở cửa. Ây da. Mở cửa bên này nhá. Đấy. Wow, có lốp sơ cua này các bạn này. Đây là bánh sơ cua, lốp sơ cua nhá. Có giàn ốc này. Wow, vô lăng này. Mở được nắp thùng không? Đấy, mở được nắp thùng luôn các bạn ơi. Đấy. Đóng nắp nhá. Ui, em này giảm sóc này. Đấy.